Nhà đất Khánh Thành xin kính chào các quý vị khách hàng. Bên em đang có sản phẩm CN 339, đường to 17,5m, vỉa hè mỗi bên rộng là 5m, lòng đường là rộng 7,5m. Diện tích đất ở đây là 75m2, mặt tiền 5, sâu vào là 15. Đằng sau lưu không phía sau là còn 2m lưu không giữa các nhà. Ở khu đô thị mới Mỹ Trung này thì là mật độ dân cư đã xây dựng rất chi là đông và vui. Giá hiện tại là đang còn giá phù hợp với cho khách hàng mua ở hoặc là mua đầu tư. Bên cạnh đó là có hệ thống hạ tầng xã hội là hiện đại này, cốt nền cao hơn các vùng lân cận. Có hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước mưa, nước thải đều được áp dụng theo công nghệ tiên tiến, đi ngầm đạt tiêu chuẩn, phù hợp với môi trường, các tuyến đường rộng. Ở đây mật độ dân cư đã rất chi là đông, hai là gần cái khu vực là bãi vượt. Từ đây từ mảnh đất này về khu trung tâm bãi vượt là khu trung tâm thành phố Nam Định là tầm khoảng 1 cây số, thuận lợi cho con cái học hành đi lại, gần các cơ quan ban ngành. Mật độ ở đây đã xây dựng rất chi là đông. Đây các bác xem qua cái vị trí ạ, dân cư ở đây đã các bác đã xây nhà rất chi là đẹp rồi, khang trang hiện đại. Ở đây là bốn xung quanh là đã là khu vùng dân cư cũ ở bốn xung quanh, còn ở đây là hiện tại là khu đô thị nằm giữa các khu dân cư cũ nên là rất là tiềm năng, có thể đầu tư, có thể mua bán ở trong cái khu đô thị mới Mỹ Trung này. Hiện tại ở đây là đang có một dự án lớn là gần bệnh viện 700 giường đang được khởi công xây dựng, nên là trong tương lai thì đến hết 2025 là bệnh viện đưa vào hoạt động xây dựng và kiến thiết. Có bác nào có nhu cầu ký gửi hồ sơ thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0946218580. Văn phòng em còn nhiều sản phẩm khác đường nhỏ hơn trên đường này. Các bác hãy xem kênh, đăng ký kênh, like và share để ủng hộ kênh của em. Thì khi em đăng lên bất cứ một bất động sản nào thì các bác đều biết được. Ở đây em có một lô hoặc là hai lô liền kề đều có. Các bác có nhu cầu mua bán thì liên hệ em với em theo số máy là 0946218580. Em tên là Khánh. Xin kính chào các quý khách hàng.